tuần đến sửa nhà tắm hang, hàng chục triệu người Việt tin dùng. Xin chào các bạn, hôm nay tôi xin hướng dẫn các bạn lắp đặt dòng quạt thổi gió mát có điều khiển model là H10R trên trần nhôm. Ở đây thì nhà gia chủ lắp trần nhôm với kích thước là 300x300mm như thế này là rất hợp lý. So với là cái dòng quạt được thiết kế ở đây là mặt quạt cũng được thiết kế là kích thước là 300x300. Vì vậy hôm nay công việc lắp đặt trên trần nhôm nó rất là đơn giản và nhanh. Điều quan trọng nhất khi lắp đặt đấy là chúng ta chọn được vị trí lắp đặt làm sao cho hợp lý. Như ở đây các bạn thấy là gia chủ đã lắp một đèn sửa 4 bóng âm trần thương hiệu Hazen ở đây. Về mặt thẩm mỹ thì tôi nhìn ở đây thì tôi sẽ lắp ở vị trí ở giữa trần thẳng so với cả vị trí của đèn sửa. Như vậy trông về mặt thẩm mỹ nó sẽ đẹp. Đối với dòng quạt thổi gió mát có điều khiển thì cửa ra của quạt có thể điều chỉnh được một góc 90 độ. Chính vì vậy và với thiết kế như chúng ta đã thấy là phòng vệ sinh ở đây là hẹp ngang và có chiều sâu. Nếu chúng ta muốn gió có thể là chảy đều theo chiều sâu như thế này thì chúng ta sẽ lắp mặt quạt phải hướng như thế này. Nhưng đây với gia chủ thì mục đích là chỉ muốn mát ở vị trí là bệ bệt là ở đây thì tôi sẽ lắp mặt quạt sẽ hướng như thế này. Như vậy là chúng ta khi lắp quạt chúng ta lưu ý là cái mục đích sử dụng ở cái vị trí mà khách hàng muốn mát để chúng ta lắp quạt làm sao ở một vị trí nó thích hợp nhất. Là chúng ta sẽ tháo mặt trần nhôm ra để kiểm tra trần. Chúng ta đảm bảo là phía trên trần không có xương, không vướng bất cứ một thiết bị đường ống nước hay là đường phòng cháy chữa cháy. Đảm bảo thông thoáng ở trên này với kích thước là 300, khoảng cách là 300x300mm là chúng ta có thể đưa quạt lên và lắp được bình thường. Tiếp theo là chúng ta sẽ tìm nguồn điện để cấp vào quạt. Ở đây thì gia chủ đã để một đầu chờ sẵn, như vậy thì việc lắp đặt sẽ rất là nhanh và rất là đơn giản thôi. Sau khi đã gỡ được miếng trần nhôm ra thì chúng ta sẽ đưa quạt lên trên. Như các bạn đã thấy, khi đưa được quạt lên trên trần, chúng ta sẽ xoay cửa gió hướng vào vị trí mà mình muốn mát. Như các bạn thấy ở đây thì 4 cái lẫy trên thân quạt này sẽ được hạ xuống và cài vào xương của trần nhôm. Ở đây trên 4 cạnh đã được gắn xốp. Như thế này khi mà đặt lên trên trần, miếng xốp này có tác dụng là sẽ giảm được tiếng ồn của quạt. Đối với dòng điều khiển thì chúng ta thấy là giữa mặt và thân quạt nó có một cái rắc. Sau đó chúng ta sẽ cài lò xo vào. Như chúng ta đã thấy là vì kích thước của mặt quạt này được thiết kế 300x300 là phù hợp với kích thước của trần nhôm. Miếng trần nhôm này là cũng là 300x300 thì cái cạnh nhô lên của mặt này sẽ được cài vào xương của trần nhôm luôn. Như vậy là sẽ rất gọn và thẩm mỹ. Như vậy tôi đã hướng dẫn xong các bạn lắp đặt dòng quạt thổi gió mát có điều khiển từ xa, model là H10R trên trần nhôm. Tập đoàn đèn sửa nhà tắm hang, hàng chục triệu người Việt tin dùng.